đó, hôm nay là ở sau nhà đó thì cái cây Japanese Marble nó lại trổ lá. Hàng năm thì nó trổ 2-3 lần, nhưng mà năm nay thì nó lại trổ cái màu huyết đậm vậy đó. Rất là đẹp, mà thời tiết thì nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng theo thời tiết đó. Tại vì trong cái thân nó có nhiều cái màu lá lắm. Sẽ dĩ người ta quý cây Japanese Marble đó là như thế gì đó. Nó gì thấy là lá nó bay ha. Lá nó bay đầy trời đất. Mỗi bên thì nó bị cái phản chiếu của ánh nắng nó khác. Giờ này thì nó lại thấy khác đó. Ở trong ruột nó còn lại màu xanh, nhưng mà chung quanh ở bên ngoài thì nó màu đỏ hết. Màu xanh với màu đỏ tươi nè, đẹp vậy không? Thấy cây rất là lạ không? Quý vị thấy bên này lại màu khác nữa. Bên này màu sô cô la. Cái màu này á là màu giống như là cái màu đen lợt vậy đó. Còn ở dưới thì lá toàn là lá không đó ha. Lá vàng cũng đầy. Bên này là lá đã màu sô cô la. Sô cô la. Một cái cây mà nó rất là nhiều màu. Đẹp ghê không quý vị? Mùa thu này thì rất là đẹp, tại vì tất cả lá nó đều màu vàng hết, rồi xong rồi nó rụng, nó tụt cành không, nhưng mà nó đẹp vậy chứ, rất là cực, bây giờ rất là ngán. Ở đây lá đó, mình chỉ gom lại rồi mình hốt, rồi bỏ vô thùng rác thôi chứ không có được đốt. Rồi quý vị thấy nha, bao nhiêu lá này đầy ngập cái sân vậy đó. Hốt hả, không biết là bao nhiêu nói mà nó rụng hoài, nó rụng chừng nào mấy cái cây này nó không còn một cái lá nào nữa hết, nó còn cành cơ trơ cái cành không, nó mới mình mới hết hốt. Lá nó biến màu là do cái thời tiết vậy thôi. Thời tiết năm nay hơi khác lạ cho nên lá nó lại thay mùi màu cách rất là lạ lùng. Đó. Năm nay thì mà nó lên màu đỏ huyết rất là đẹp. Còn lá vàng hôm nay lại là nó đẹp hơn mọi năm, hơn mọi ngày. Ổn rầy của tuần trước thì nó lại màu vàng khác, bây giờ nó lại biến ra một cái màu vàng rất là khác. Thấy những cái lá đỏ không? Đỏ nó rực màu, đỏ nhất luôn. Cái cây này một năm nó thay đổi gần như là 4 lần lá. Tuy nhiên vì mà nước có những cái con cá goldfish nó vẫn sống được như thường. Thấy tội nghiệp nó, mùa đông nó đông thành cục nước đá mà nó vẫn sống.